JK Audio. Nghe chưa đủ, thấy xe tin. Vâng, JK Audio xin chào anh Trang nhé. Tôi đang ở Dĩ An, Bình Dương ạ. Vâng, sau khi anh có xem kênh YouTube của JK Audio và anh đã được cập nhật được tin tức là cái máy nương tiếng TD Acoustic CB600 bên JK Audio đã về, và anh đã đặt cho mình một cái máy nương tiếng TD Acoustic CB600 để anh sở hữu đấy ạ. Vâng, trước tiên là thay mặt công ty JK Audio cảm ơn anh Trang ạ. Vâng, anh Trang là người mà lấy bên em cũng rất là nhiều sản phẩm rồi ạ. Vâng, sau khi quá trình sử dụng thì anh cảm thấy hàng rất là chất lượng, và anh đặt thêm cho mình một cái máy nâng tiếng TD Acoustic mã là CB600. Vâng, thì trước mặt anh Trang nhá, thì đây là cái máy nâng tiếng đây ạ. Máy nâng tiếng đây TD Acoustic ạ. Vâng, và mã là CB600. Đây là cái sản phẩm mà anh Trang hiện là đã chủ sở hữu. Vâng, thì cái hộp của TD Acoustic thì là màu tím rất là đẹp. Bên em đã để sẵn đây, bên em test xong thì bên em sẽ đóng hộp cho gửi cho anh. Vâng, thì như cái máy nâng tiếng TD Acoustic CB600 thì hiện tại trên thị trường chưa có hàng nhái đâu ạ. Vâng, đây là hàng chính hãng nhập bên em. Tất cả những tem mác của nhà máy hết ạ. Hàng tem chính hãng chống hàng giả và tem TD Acoustic ạ. Vâng, và có cái tem của JK Audio sau khi mà đưa vào phòng kỹ thuật test, và bên em có dán tem bảo hành cho anh Trang một sản phẩm này 1 năm. Vâng, thì máy nâng tiếng cũng thể kết nối được với vang, với đẩy hoặc là với âm ly. Bác nào có âm ly, các bác muốn nâng giải âm lên được chi tiết hơn, tách bạch hơn thì các bác cũng có thể kết nối được với máy nâng tiếng. Vâng, thì anh Trang nhé, hiện tại thì cái máy nâng tiếng của anh đang hoạt động và cái nhạc bên em chưa cho đi qua đâu ạ. Vâng, bây giờ em cho thử đi qua anh nhé. Đây ạ. Vâng, rất là dày, cũng cùng mức volume đấy, cũng cùng cái bản nhạc đấy. Vâng, khi mà đi qua cái máy nâng tiếng TD Acoustic CB600 thì nó được nâng lên rất là nhiều và nó xử lý được các giải âm rất là sạch. Đấy, cách chỉnh thì là cũng dễ dàng. Vâng, đây là bass này, trung này, hiệu ứng âm nhạc này, và chest này. Vâng, đây là những cái chúng ta chỉnh can thiệp một chút. Nói chung là để 12 giờ cũng là hay rồi, nhưng chúng ta muốn nghe bass nhiều, vì có những bác người ta, có những bác thích nghe bass dày để chúng ta hỗ trợ đấy ạ. Còn những bác thích nghe chest sáng tiếng thì các bác tăng chest. Vâng, chỉnh thì rất là đơn giản đấy ạ. Vâng, cả hai bên thì chúng ta cùng điều chỉnh. Đây, hai bên là để sở hữu giải âm cho $2, à cho $1. Đấy, còn đây là có đường súp riêng. Đấy, có cả đảo pha, rất là tiện. Vâng, và đèn nháy nhạc thì cũng được thiết kế ở phía bên góc tay phải, nhún nhảy rất là đẹp theo điệu nhạc. Vâng, thì máy nâng tiếng này thì các bác nào muốn sở hữu đơn JK Audio thì bên em luôn luôn tặng kèm dây jack kết nối. Đấy, vì thế các bác yên tâm, đầy đủ hết ạ. Vâng, còn bây giờ chúng ta cùng trải nghiệm cái máy nâng tiếng TD Acoustic CB600 này cho cái bài nhạc trình diễn được hay nhất. Vâng, em thử tắt đi ạ. Đây là nhạc không đi qua các bác nhé. Vâng, các bác nghe phân biệt được luôn, đây bên em quay trực tiếp. Các bạn bật lên này. Đấy, các bạn thấy không? Rất ok. Vâng, khi mà bản nhạc đi qua cái máy nâng tiếng TD Acoustic CB600, thật sự nó phải mê hoặc lòng người, nghe rất dễ chịu. Nhỏ nhạc như thế ạ. Vâng, thì anh Trang nhé, hiện tại cái máy nâng tiếng TD Acoustic CB600 của anh hoạt động rất tốt. Vâng, sau đây em xin phép bỏ ra cho nhân viên đóng hàng gửi cho anh. Vâng, sau cùng thì em vẫn chúc anh Trang và gia đình sức khỏe dồi dào. Vâng, chúc anh luôn luôn được nhiều may mắn trong công việc và cuộc sống. Vâng, xin chào anh Trang, hẹn gặp lại và các clip tiếp theo ạ. Vâng, anh Trang nhé, đây là cái máy nâng tiếng TD Acoustic CB600. Bên em bọc lót cũng như các lần trước thôi ạ, rất là cẩn thận. Vâng, JK mong anh là sớm anh trải nghiệm nhé.